Ôi, cũng được, không phải là 1.000 viên đâu các bác ạ. À, khá là nhiều chứ các bác này. Ở bên này nữa này. Đây là mấy anh em, mấy thợ là mấy anh em thợ là để luôn cả bao luôn các bác. Ở đây thì là hôm nọ là mấy anh em thợ là chở được có mỗi người là 7 chuyến thôi đấy các bác ạ. 7 chuyến thì đã được tổng tất cả chỗ này là 14 chuyến đấy các bác này, 14 chuyến thì đã được như thế này rồi. Ở kia thì độ làm còn tầm là 6 phần nữa. Hôm nọ 7 phần thì đã được tầm là 6 phần rồi. Chúng tôi xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, trong thời gian qua thì các bác cũng đã theo dõi trên những cái thước phim của cháu Lực đăng tải lên rồi, thì các bác cũng đã biết được rằng là hiện tại cháu Lực đang đi vào làm nhà của hai ông cháu. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì do là không có được thời tiết ủng hộ, cho nên là cái việc mà vận chuyển gạch ở bên này này các bác này thì chậm so với lại cái tiến độ một chút các bác. Đáng nghe ra là nếu mà thời tiết mà ủng hộ như hôm mà cháu Lực vừa mới lấy gạch xuống ấy, thì có lẽ là bây giờ đóng gạch như này thì đã nằm ở hiện tại, nằm xuống dưới nền nhà của hai ông cháu rồi các bác ạ. Và hôm nọ thì mấy em thợ cũng đã vận chuyển là đâu đó đụng tầm là gần 1.000 viên rồi. Đấy, nhưng mà do là trời mưa quá không có thể mà vận chuyển vật liệu được. Đến ngày hôm nay thì mặt trời mới hưởng nắng thêm một chút các bác ạ. Nhưng mà thời tiết ở trên không biết là dưới xuôi các bác như thế nào, nhưng mà ở trên khu cháu Lực là ở trên vùng cao là thời tiết rất là thất thường các bác ạ. Có những lúc thì là nắng rất là nắng, còn có những lúc thì là mưa, mà mưa to rất là to luôn các bác. Kèm theo đó thì cơn mưa là mưa rất là dài. Thì các bác theo dõi được là ở trên những cái trang mạng hay là những cái kênh YouTube khác, người ta có chia sẻ lên về những cái trận lũ ở trên vùng cao thì nó rất là nguy hiểm. Và đặc biệt hơn nữa thì nếu mà như các bác có lên Hà Giang du lịch vào thời điểm này thì các bác nên cân nhắc một chút và xem lại cái dự báo thời tiết một chút của bác nhé, để mà tránh trường hợp là khi mà các bác đi du lịch thì không được ngắm cảnh này, còn bị tắc đường này, và trong đó thì có thể là dẫn đến là cái việc mà tai nạn như đang đi là gặp phải cái cơn lũ xuống là cũng không biết trước được điều gì đâu các bác. Thì rất là mong các bác khi mà các bác sẽ lên Hà Giang du lịch hay là các bác lên làm gì, các bác nên cân nhắc lại một chút vào cái thời điểm hiện tại. Hôm qua thì mưa lớn quá các bác ạ, thành ra là không có ai ngủ ở trong này được hôm qua ấy. Mưa lớn thì thành ra là chắc là gạch thì cũng không bị sao đâu. Ở trong này thì hiện tại là còn khá là nhiều nước của bác ạ, trong kia giờ thì chắc là phải đi đổ mất. Hôm qua thì cũng lấy cơm ra bên này ăn. Kẹp mất rồi. Kẹt mất rồi. Hôm qua thì cũng lấy cơm vào đây mà ngồi ăn các bác thấy. Trong này thì hiện tại đang có nước nhiều quá, chắc là một tí nữa sau khi mà nắng lên rồi thì cháu Đức sẽ vào đây để sửa lại cái lều này một chút các bác ạ. Cái lều này thì là cũng được bác Tiên là bác ấy gửi từ bên nước ngoài qua là cho cháu Lực từ cái lúc mà vừa mới làm nhà của hai anh em Sử mồ côi đấy các bác, đã gửi cho Lực rồi. Thế nhưng mà thời điểm đó thì khi mà gửi thì cho Lực đã lấy vật liệu vào đi vào nền nhà của hai ông cháu hết rồi, thành ra là không có tận dụng lại được cái lều này nữa. Hai anh em Hải Sử mồ côi chứ, bây giờ thì mới tận dụng lại được cái lều. Cái gạch này thì nếu mà trong thời gian mà không có chở hết đấy các bác, mà đêm mà không có ai ra ngó nữa là cũng rất là sợ là bị mất. Có thể là 1-2 hôm đầu thì người ta không có để ý, nhưng mà độ tầm 1 tuần mà không chở đi chắc chắn là sẽ bị mất những cái viên gạch này. Thời gian là cháu Lực sẽ, kể cả mưa cháu Lực cũng sẽ phải vào đây ngó qua một chút xem là có gạch có bị mất không.
Đây, còn là bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng đi xuống đến dưới nhà của hai ông cháu một chút được các bác, để xem là hai ông cháu là đang làm gì ở dưới nhà. Đến buổi chiều hôm nay thì bắt đầu mới hưởng nắng thêm một chút các bác. Đấy, nhưng mà hưởng nắng như thế này thì cái con đường này thì không có thể là lai vật liệu vào. Bây giờ đi xe không còn là rất là trơn rồi. Cái đoạn này thì còn dễ dàng hơn một chút, nếu mà xuống đến dưới cái đoạn ở dưới này còn đường nó còn khó hơn. Đấy, hôm nay là trời bắt đầu hưởng nắng thêm một chút rồi, mong sao là sẽ nắng cho cháu Lực độ thêm một thời gian nữa để cháu Lực lấy hết vật liệu vào nhà của hai ông cháu đó. Bây giờ mà lấy vật liệu vào, ví dụ thì lấy tầm xi chẳng hạn các bác, xi hay là sắt ấy, lấy vào mà mưa nhiều quá không vận chuyển được thì xi thì dẫn đến là bị chết, còn sắt thì dẫn đến là nó bị rỉ, thì sau này mà đi vào làm nhà thì là nó không có được là chắc chắn đấy. Còn xi nó bị chết là không có dùng được nữa luôn rồi, là coi như là nó hỏng luôn. Buổi sáng hôm qua thì mấy anh em thợ là có chở được cho cháu Lực một chút rồi. Mới gặp những cái đoạn này thì rất là cuồn. Này, bây giờ phải trời nắng độ tầm là cứ phải nắng một hôm thì đường này mới khô được. Ui, trên nhà anh Phòng đoạn này còn bị sạt lở chứ cô bác. Anh thợ Phòng ơi, Phòng, trên nhà anh Phòng là đoạn này còn bị sạt lở. Này, con đường này nếu mà trời nắng thì máy như thợ là có thể lai được độ tầm là 2 bao xi xuống đây được không bác. Cái đất này thì còn thuộc dạng là cái đất đỏ nữa, mưa một chút là vào là trơn lắm. Chưa, cháu Lực cũng có nghe qua là cái con đường này là chuẩn bị vào mở đấy các bác, nhưng mà vẫn là chưa thấy đâu, chắc là phải đến hết mùa vụ của bà con thì bà con mới rảnh để bà con mở được. Có những cái đoạn cua là cua rất là gấp. Lúc cũng biết là cái con đường này để mà lấy được vật liệu vào thì rất là khó các bác ạ. Cũng có rất là nhiều ý kiến của các bác ha. Chỗ này thì hôm nọ mấy anh em thợ là đào lại qua một chút. Quay trở lại mà cái câu vừa rồi cho Lực bảo là cũng có rất là nhiều các cô bác ở trên kênh có nói là đi kiếm đất đấy cô bác. Thì thật sự ra cho Lực cũng đã chia sẻ lên khá là nhiều lần rồi. Đi kiếm đất thì hầu như là không có đất nào để mà bán, còn là có những chỗ mà người ta bán ấy thì bán rất là dốc, thành ra là không có thể mà mua được. Và ngược lại đó thì cái phần kinh phí của cháu Lực ấy cô bác thì không có đủ để mà vừa mua đất vừa làm nhà. Nếu bây giờ cái khoản phần kinh phí của cháu Lực ấy thì là đủ mua đất này, có thể là kè lên nữa thôi, có những chỗ dốc thì mình phải kè thì nó mới thành được một cái nền nhà được. Thấy xây
Đấy, đó là cũng nghĩ là sau khi mà hoàn thiện cái phần mua đất rồi thì không có tiền để mà làm nhà, thì hai ông cháu vẫn ở trong một cái lán mà túp lều nhỏ nhỏ thôi. Có thể như là sau này bé Mạnh, sau này lớn lên rồi thì bé lại có thể là biết, bé biết cách kiếm tiền để mà làm ra được những đồng tiền ấy, thì muốn thoát khỏi cái chỗ này thì có thể là đi lúc đấy thì bé Mạnh tính tiếp về tương lai của Mạnh. Bây giờ hiện tại trước mắt thì còn lo là còn chưa có được, thì bây giờ chưa thể nghĩ đến tương lai được. Chỗ này trơn quá. Đây này. Đó. Làm bê tông đây bác ơi. Mưa rất là lớn đấy, tạo thành là những cái khe mà có thể nói là rất đi là cực kỳ khó luôn. Cứ độ là nắng thì không sao các bác ạ, nhưng mà cứ hễ mưa vào là đường đấy. Máy anh thợ là vận chuyển gạch là ra đến đây rồi các bác này, chỉ xe máy là chỉ ra đến đây thôi, còn dưới kia thì không có thể là dùng xe máy đi được nữa. Nói cũng được, không phải là 1.000 viên đâu các bác ạ, khá là nhiều chứ các bác này, ở bên này nữa này. Đây là mấy anh em, mấy thợ là mấy anh em thợ là để luôn cả bao luôn các bác. Ở đây thì là hôm nọ là mấy anh em thợ là chở được có mỗi người là 7 chuyến thôi đấy các bác ạ. 7 chuyến thì đã được tổng tất cả chỗ này là 14 chuyến đấy các bác này. 14 chuyến thì đã được như thế này rồi. Ở kia thì độ làm còn độ tầm là 6 phần nữa. Hôm nọ 7 phần thì đã được tầm là 6 phần rồi. Thời tiết là hôm nay bắt đầu mới hưởng nắng thêm một chút thôi các bác. Và nghe ra là hôm nọ là mấy anh thợ là sửa đường này, lấy xe máy ra đến tận kia luôn đấy, nhưng mà ở kia có một cục đá to quá, mấy anh thợ là không có nào được. Bây giờ là trời đang mưa đấy các bác, là bà con là ai ai cũng ra ruộng ra đồng để mà làm rất là nhiều. Có nước tới đâu thì là người ta sẽ làm tới đấy. Mấy ông không đi đâu hả ông? Đi cắm lợn về á? À. Mấy hôm nay mưa quá ông nhỉ? Thầy ông gửi mời chào tới các bác không? Chào các em các chị nhá. Chút phải tốn mà. Cái gì không?
cây chuối. Bên cân đâu không? Bên kia. Bên kia. Nó về nó dài có gãy. Ở cân đâu không? Có sao không? Đi. Ông cháu với ông đi lấy luôn. Vườn thôi, bên kia. Vâng, cháu với ông đi lấy. Mạnh thì khác ở dưới nhà đây thôi à? Vâng. Ngày hôm nay mưa quá ông nhỉ? Vâng. Ôi, hôm qua mưa cả ngày. Nay là tối nay mưa cả đêm. Tối hôm qua? Ừ. Cái này khắc sụt xuống này. Chỗ này bị sạt này. Ừ. Những cái chỗ này vừa mới đào xong thì bị sạt xuống khá là nhiều này các bác này. Sạt xuống đây một góc này. Mai chẳng thì làm. Mai đào khỏi xuống một tí ông ạ. Khỏi cái nó. Cái đường kia ông để con gì ở kia ấy? Đường dòng. Cái gà dưới đó, nó khu vào chuồng. À. Có gì mới có đẹp đó. Cái nước này ông cắm đi đâu ấy? Cắm đi dùng kia. Cái số ruộng mà nương đấy à, cái ruộng là ông gieo mạ đấy á? Vâng. Có cấu hả? Đi, mày không đi nhé, mẹ. Mày thì lon ton chạy trước mặt thôi các bác. Ôi, dưới suối nước không chảy nhiều quá không nhỉ? Chảy nhiều hộ, chó mèo không dám đi rồi đấy. Chảy nhiều này không đi được đâu, mùa này là ngăn cấm là không có người lớn là không cho đi cùng đâu ông ạ. Ừ, cho nó đi được. Quầm nước lũ to lắm. Vâng. Cái đường này là ông nọ mấy anh thợ là dùng xe máy là đi qua đường này đấy các bác ạ. Có đoạn thì chắc là mấy anh không đi được thì sẽ dùng xe khiêng đi. Hôm nọ là vừa đổ gạch xuống xong là mưa đến bây giờ luôn ông nhỉ? Vâng. Vừa đổ gạch nhà mấy anh thợ là vận chuyển được là mỗi ngày là 7 chuyến thôi các bác, xong là mưa đến tận hôm nay luôn. Đấy thì không biết là tối nay là còn mưa nó không ấy. Tối nay mà còn mưa thì là mấy anh thợ là chưa vận chuyển được gạch gạch đâu. Nên không mưa thì chẳng đến ngày mai thì nó đi chưa. Hôm mà chưa lấy gạch lên thì là không mưa một tí nào, còn lấy gạch lên là mưa đột ngột luôn. Mưa to rồi nè. Nó cầm mũ khà mà. Cái chuối ông để tận đâu? Đây rồi. Đây à? Bụi chuối đó có phải bụi chuối nhà ông không? Không phải đâu. Còn bắc kết thì. Đấy, bác đi nhằng. Đây không? Ừ. À, để tí thôi, có tưởng nhiều chứ. Bác được không mày? Đòi bác nó vậy. Bác được không? À, bác được không? Không bác được à? Thế không bác được ra đây làm gì? Chơi thôi á. Đây, đi về trước đi, đi về đi. Mà mày kết thấy ai con rắn hù mang xuống đâu đây. Không? Đây á? Ừ. Chỗ này thì có vẻ có rắn nhiều đấy nhở? Có đấy. Hai con to nó đi xuống dưới đi. Mày có sợ rắn không? Hả? Hổ mang sợ rắn không? Hôm nọ là tự ý cắt tóc này này có băng. Biết là cầm kéo để cắt đâu. Ấy ạ. Ấy, tôi cấm mặn. Có một đoạn này không? Một đoạn nữa. Ông đi trước đi. Cháu ấy mạnh đi xong. Cháu ông đi trước, đây. Hay là mày đi trước không? Mày là cứ bám theo là em quay phim thôi các bác ạ. Cứ chạy theo em quay phim thôi. Quen rồi. Quen rồi đấy, bây giờ bắt đầu quen rồi ông ạ.
trước là chưa quen là không dám trêu đâu. Bây giờ dám gọi cả tên rồi đấy. Đi Mạnh. Không bao giờ thấy nước to. Đấy, thấy kia, thấy nước suối to chưa? Đi vào đấy là trôi đấy. Đi thì xem ấy, muốn kêu đấy. Giờ nó cắt đẹp lắm rồi. May nắng rồi. Con lợn nhà ông con to nhất này được rơi tầm bao nhiêu cân rồi ông? Rất rồi. Tầm 50 cân chưa? Chưa đến đâu. Không đến à? Thế ông thì hiện tại là ở nhà của ông bác thì ông có nuôi thêm mà lợn này, thêm là gà với lại là trâu bò nữa. Đấy, châu dậy là mày khuyên đi thôi. Châu của ông thì khá là to ra con châu này. Châu này thì hiện tại là ông cũng đang nuôi sói thôi. Đi. Mình bó cỏ ăn hết rồi. Mày hôm nay ở nhà làm gì? Hả? Hôm nay ở nhà làm gì? Hả? Nào, đứng nghiêm thế nào? Đứng nghiêm túc cho chú hỏi em nào. Bây giờ bắt đầu nhờn nhờn đấy cô bác. Mày hôm nay ở nhà làm gì? Hả? Trả lời cho con có bà nghe nào. Sao có ông bà? Con cái bà mới mua sữa cho. Con sữa không? Hả? Trả lời cho nào. Con sữa không? Hả? Hả? Có những lúc thì Mạnh rất là vui các bác ạ, có những lúc ấy. Chú hỏi con sứa không? Hả? Thế chú không có sứa đâu nhá. Thả phát là chạy nhiều. Thế Mạnh ở nhà thì hay đào lại cái phần móng nhà này các bác. Phần móng nhà thì hôm nọ là cũng thưa các bác nhé, hôm nọ là gọi là đến ngày đẹp ấy, khởi công ấy, cho nên là động thổ một chút thôi, còn là bao giờ mà vận chuyển hết gạch vào nền nhà thì mới bắt đầu là làm nhà. Một tối là hai ông cháu là ngủ ở chỗ này thôi các bác, bây giờ ấy ngủ tạm một thời gian đã. Sau khi mà làm nhà xong thì sẽ chuyển xuống dưới. Chỗ này thì có thể tận dụng lại để làm kho hay là làm cái gì cũng được. Ở bên kia sập rồi không? Nào Mạnh, gửi một lời chào tới các bạn nào Mạnh. Nào, khoanh tay vào. Nào, khoanh tay xuống thấp thấp một tí. Con. Con. Chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Tôi nói lại cho nào nói to. Con. Con. Chào quý ông bà. Chào quý ông bà. Hôm nay ở nhà làm gì? Chơi. Nhà chơi thôi à? Người nào hỏi thì cũng bảo là ở nhà chơi thôi. Thế không giúp được ông cái gì à? Mạnh thì bây giờ còn khá là nhỏ tuổi cho nên là không giúp được ông đâu nhỉ. Thế đằng sau nữa là bị sập à ông? Đây này, bị sạt à? Ôi dồi. Nó trôi ở chỗ này xuống à? Chỗ này thì hôm qua là mưa to quá cô bác ạ, à. Ông nói rằng là bị sạt ở chỗ này. Ngủ say rồi, hôm qua là Mạnh là ngủ say à? Thế ngủ say không biết gì à Mạnh? À. Không biết gì luôn. Cái gì đây gọi là phân đinh à? Ừ. Làm gì đấy? Hôm qua cháu cũng ra lúc mà gần mưa ấy, nhưng mà chưa mưa đấy đâu. Cháu cũng ra kia xem gạch ấy. Xem gạch đến muộn muộn thì cháu mới về. Nhưng mà lúc nào còn sớm sớm ấy thì ông tranh thủ là cũng ra kia để mà xem gạch một chút đâu nhá. Vâng. Để tránh tình trạng là mình không đi xem là người ta
suy nghĩ rằng là mình xem lúc nào mình không ngó lúc nào ấy. Thì người ta mấy định cùng mẹ đi xem một tí. Mấy định cùng mẹ đi xem à? Hôm nọ thì hôm qua thì mấy anh thợ là vận chuyển ra kia được tầm độ được 1.000 viên rồi. Bảo 1.000. Nhưng nếu mà trong nếu mà cứ như thế là thời tiết mà cứ nắng như thế là có lẽ là sẽ chở bên thợ là chở nó rất là sẽ chở là hết là độ tầm là vài ngày là hết thôi. Vâng. Nếu trời nắng thì khoảng 3-4 ngày chở hết được. Bây giờ trời mưa nào mạnh đừng có đẩy nào đừng. Có à? Đừng đẩy. Dưới xuống dưới đấy. Bây giờ nếu mà trời nắng độ tầm là 2-3 hôm thì đường khô hết mọi cái thì mới dám chở được. Vâng. Cái Mạnh là sang năm sau là vào lớp 1 rồi đúng không? Vâng. Làm giấy tờ cho Mạnh đi học lớp 1 hay chưa? Rồi chưa đi làm. Thế sang năm sau là cho Mạnh ở trong hay là cho về nhà không? Là ra đây xuống xe nào? Chó bỏ không được. Thôi xuống xe nào? Phải đưa đi hết lớp 1 thôi. Đưa hết lớp 1 á? Thế Mạnh năm sau có ở trong trường không? Hay là về ở với ông? Đi sang năm cho ở trường. Nếu mà quen thêm một tí thì có thể là ở với cháu được đấy. Nhưng mà không quen. Không xa được ông chút nào đâu các bác ạ, Mạnh ấy. Hay được các bác yêu quý thì có thể là sang năm sau hay là vài tháng nữa thôi thì hai ông cháu cũng có ngôi nhà mới để mà ở rồi. Cái chìa khóa gì đâu? Chìa khóa ông nội rồi. Chìa khóa ông nội đấy à? Cái phân là đất mượn để cho Thiên có bị sạt đúng không? Hôm nay xem em bị vướng một tí, hôm qua nước đầy hết đây. Đầy hết ở đâu không? Ông cháu mọi người đi xem ạ. Hết trong mấy tháo chỗ này ra. Nó cũng chảy vào nhiều đấy ông nhỉ, đây này. Ừ. Thế là chỗ này tạo thành khe rất là nhiều này. Rất là lớn này. Đầy hết chỗ này rồi. Cái nền nhà của ông thì hầu như là thuộc dạng là đất cát rất là nhiều các bác. Không phải là mỗi nền nhà của ông đâu mà là tất cả cái khu này đều là thuộc dạng là đất cát rất là nhiều các bác ạ. Đất cát. Số để cát của mấy thợ này không bị sạt xuống nhờ. Ôi trời ơi. Nó bữa đây với mấy người lấy cây chọc xong ấy. Thế là cái chỗ đất mượn không ạ? Đất mượn chỗ này là ông nhờ? Vâng. Và nó chỉ bị nứt thành khe thôi, nhưng mà bây giờ một sau trận mưa này thì nứt nó sẽ chặt hơn rất là nhiều. Và nó lại rất là tốt. Chỉ sợ là cát của mấy cái thợ là đổ đi xuống cái ruộng ấy hết thôi. Nhiều đó to không to thì đủ đi đấy. Chỗ này thì bây giờ cũng gần được gọi là làm nhà thì cũng được gần được cái nhà ấy. Nó bị sập xuống. Nó nhớ từ đây. Cát này cũng vướng. Cát này nó cũng bị sập xuống ấy. Hôm nào đứa nó chưa đứng xuống mưa to thì nó vướng mưa. Hôm nào là may là cháu con không lấy xi ra trước đấy, cháu lấy xi ra trước thì có khi là xi còn bị chết luôn đấy. Đúng rồi. Thế rất là may là hôm nọ là mấy thợ là chị. Lúc đầu thì nói là gọi là lấy xi vào trước để mấy anh em thợ vận chuyển vào trước đấy các bác đấy, nhưng mà cháu Lực bảo với mấy anh thợ là nếu mà lấy xi vào thì là vận chuyển là trong một ngày là phải cho nó hết luôn, còn vận chuyển ở đây mà không che cẩn thận là cũng bị mưa là dính vào, thành ra là sẽ rất là phiền và lại thêm không có thêm cái phí để mà bù vào nữa. Mấy xi mấy kia trở về chả biết về đâu rồi. Xi á? Xi mấy nơi trở về thì lúc trở ra đến đây thì cháu mua bạt ở đây phủ xong. Lúc mà chở ấy bảo mấy em thợ là dùng cây để mà để cho nó cao lên một tí. Chỗ này là đất cứng này có thể là để đấy cũng được không xi ấy nhở? Đây là để gạch đấy. Chỗ này để gạch á? Ừ. Thế là chuyển từ trên kia xuống không nhỉ? Mưa to có sợ không Mạnh? Hả? Đấy. Cũng biết chửi đâu rồi. Nhắm thì chửi đấy bây giờ. Mưa to thì sấy trời khe thì mùa sấy trời khe rồi à? Bây giờ còn trẻ con đâu bác, trẻ con thì cũng đến giờ ngủ là cũng chỉ biết ngủ thôi. Có bỏ cái răng nó ra. Đâu, chú xem răng nào ra. Xem nào. Chú xem răng nào. Chú xem răng nào ra đây, chú xem răng nào. Có đau không? Không bị đau rồi à? Thằng lớn đi rồi. À, bị nhổ ra rồi đúng không?
Nếu mà đâu thì bảo với lại chú nhá. Được chưa? Có lẽ là thưa các bác ạ, bây giờ thì phải tạm dừng cái vì công việc là làm nhà của hai con cháu một thời gian đó. Độ tầm bao giờ mà cho nó nắng lên thì mới tiếp tục là làm được, chứ mưa như thế này thì cũng không thể mà làm được đâu các bác. Thì rất là mong các bác anh chị sẽ hiểu cho cháu lực các bác nhé. Và đặc biệt nữa thì các bác có lên trên vùng cao thì các bác rất là cẩn thận vào cái mùa này các bác nhé. Thời tiết thì có lúc nắng thì có lúc mưa. Đấy, bây giờ thì hiện tại là đang còn hưởng nắng lên một chút rồi các bác ạ. Đây, có lẽ là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu lực cũng xin được là chia sẻ đến đây thôi các bác. Và xin cảm ơn các bác đã đồng hành cùng cháu lực đến thời điểm hiện tại. Và rất là mong sẽ được sự trợ giúp của các bác giúp đỡ cho hai con cháu để mà hai con cháu đủ thêm kinh phí để làm nhà các bác nhé. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác. Chào các anh các chị. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem Bản Em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh Bản Em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều.